Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về vòng tay may mắn nha, vòng tay phong thủy nè. Đó, mình đã chia sẻ cái này là lúc trước rồi nhưng mà không có chính thức là chia sẻ rõ về cái chiếc vòng phong thủy này. Thì hôm nay mình sẽ nói chính thức về nó, bởi vì có rất là nhiều tin nhắn, email hỏi về cái vòng phong thủy này nè. Mỗi lần thấy KT đeo mà quay phim á thì có hỏi về vòng phong thủy này mua ở đâu. Hôm nay mình đã đem về với số lượng có giới hạn, bởi vì cái này là custom made, làm ở tại Mỹ luôn. Cho nên là không có số lượng lớn các bạn. Chỉ làm thì cái này không có số lượng nhiều các bạn, chỉ làm một số lượng ít để bán cho fan của KT thôi. Đây, rất là dễ thương và giá thì bảo đảm là sẽ rẻ hơn website nhiều, bởi vì những cái chiếc vòng phong thủy này ở trên website á thì người ta bán từ 260 cho tới 400 đô một chiếc như thế này, thì tùy theo kiểu và tùy theo hạt nữa các bạn. Nhưng mà giá của bên KT bảo đảm những cái hạt này là kiểu muội, người mà sáng chế ra làm ra những cái chiếc chuỗi này á, là dùng những cái hạt chuỗi, dùng những cái hạt rất là mắc tiền, tức là hàng một á các bạn. Cho nên là rất là long, gọi là lung linh. Khi mà bạn nhận nó, bạn sẽ thấy nó lung linh, rất là đẹp luôn. Và vòng phong thủy là gì? Vòng phong thủy là người ta làm cho mình một chiếc vòng theo mệnh của mình, giống như cung mệnh á, sinh lão bệnh tử, và theo cái mệnh giống như là kim mộc thủy hỏa thổ. Thì khi mình mang vào, mình sẽ cảm thấy giống như là may mắn, vui vẻ, thoải mái tinh thần. Khi mà mình cảm thấy giống như cái cảm giác nó sẽ khác hơn. Cái này là tùy theo mỗi người có tin tưởng hay không nha. Nhưng mà ở trong đây là cái vòng phong thủy, thường thường người ta nói vòng phong thủy là người ta đếm theo cái mệnh, cái cung mệnh á, rồi làm ra những cái, chứ không phải là muốn bỏ bao nhiêu hạt là bỏ đâu. Nhưng mà cũng làm theo đúng cái size của mình. Đó, thì mình thấy gần tới dịp lễ này nè, tới lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn và Christmas, cho nên là sẽ rất là có nhiều anh chồng mua này tặng cho vợ, hay là những anh chàng tặng cho người yêu, hay là những cô con gái hay con trai tặng cho mẹ nè, rất là dễ thương. Dĩ nhiên là sẽ có những cái kiểu của người lớn nữa nha các bạn, giống như kiểu của người lớn tùy theo lứa tuổi, thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhìn nó như thế nào để các bạn dễ hình dung. Như là bạn nói, khi mà bạn thích chiếc nào á, bạn dừng cái màn hình lại và bạn chụp cái hình đó cho mình. Mình sẽ chia sẻ cái cách đo cái size tay như thế nào luôn, để cho bạn dễ. Tại vì mỗi người cái size, cái cổ tay á, nó sẽ khác nhau, và đo như thế nào để cho nó đúng nha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách đo như thế nào nha. Đây các bạn, cái này là thước đo. Thì một bên là đo inch, một bên là đo cm. Thì các bạn đo đúng cm dùm cho mình, tại vì cm nó dễ hơn là inch. Inch thì nó nhiều quá, nó bự quá nè, cho nên là khó đọc. Thì ví dụ như cái bàn tay của mình như vậy, mình đo ngay chỗ cái cổ tay, như ngay này có cục xương nè, mình đừng có đo ngay chỗ cục xương, mình đo ngay chỗ khúc này nè ha, mình để giữa như vậy đó. Thì cổ tay của KT là 14 cm nha các bạn nè, đúng 14 cm luôn á. Mình đo như vậy á thì nó vừa, nhưng mà không phải quá rộng cũng không có quá chật. Đó, mình mới bị phỏng đây các bạn ơi, nấu ăn bị phỏng hoài à. Thì lắc á, vòng á, thì mình đeo rộng rộng chút không sao, nhưng mà chật quá mình sẽ cảm thấy khó chịu. Bạn nhớ nha, đừng có đo quá sát, mình đo vừa phải thôi. Đó, thì cái này nè, từ ví dụ như cái thước đo của bạn đi, mà nó dư một khúc ở đây, nó không có tính từ số 1, thì bạn nhớ giúp dùm cho mình nha, là phải tính từ cái nút số 1 á, mình đo nó mới chính xác nha. Nếu mà được á, bạn chụp cho mình cái hình bạn đo như thế nào, giống như mình chụp như vậy cho KT nè. Đó, chụp như vậy thì KT sẽ biết là cái dòng của bạn sai mấy. Chứ bạn bạn nói là size của mình là 15, 16, 17 gì đó, thì ở đây sẽ làm đúng cái size của bạn. Bạn gửi lại làm lại, nhưng mà cái tiền phí là 15 đô, mỗi lần sửa là 15 đô. Đây các bạn ơi, nhìn dễ thương xinh xắn quá phải không ạ? À, cái này mình tặng rất là quý luôn á, bởi vì cái hộp nhìn thấy đáng đồng tiền luôn á. Đó, nó có cái nơ gì dễ thương ghê luôn á, mở ra nè.
Ở trong đây thì mỗi bạn khi mà bạn order một chiếc vòng như thế này thì bạn sẽ được tặng thêm một cái khăn. Cái khăn này để mình cho các bạn xem, cái khăn này để mình lau chùi cho nó sáng bóng vòng vàng của mình đó các bạn. Đó, chiếc khăn nó nhìn như thế này. Chiếc khăn này là made in England, bên Anh nha các bạn. Đó, rất là dễ thương xinh xắn ha. Đó, thì chiếc vòng này là mộc hỏa thủy đều có thể mang được. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn các bạn ơi, lung linh lắm luôn nè, các bạn nhìn nè. Cái này gọi là cái charm nè, cái thì có cái này nó sẽ mắc hơn 25 đô, còn khi mà bạn thấy không có cái này thì nó sẽ rẻ hơn, thì cũng tùy theo loại nha các bạn. Và vòng này thì ví dụ như những cái charm, những cái lung linh toàn ten này nè mà bạn không có thích á, thì bạn có thể nói mình tiểu muội sẽ không có làm mấy cái này cho bạn, giống như mình không thích cái nào thì mình sẽ có thể lấy ra được nha. Đó, còn cái này là mặt dây chuyền, có luôn nguyên sợi dây chuyền này luôn nha. Đây, nguyên sợi dây chuyền này ở ngoài nó màu xanh giống như Titanic vậy á. Bạn bạn nào có xem phim Titanic chưa ạ? À, cái này là nhìn nó đẹp lung linh lắm các bạn ơi. Thì cái này mình nghĩ là khi mà bạn mà tặng cho người yêu rồi đó, hay là vợ đó, sẽ rất là thích luôn á. Đây, nhìn đẹp dễ sợ luôn à. Cái này là cái mà hôm nay là Katie đeo á, đẹp lắm. Mà giá cũng phải chăng lắm các bạn. Các bạn lưu ý giùm Katie một điều là tất cả những cái này là bằng bạc, cho nên là tránh bị vô nước. Thí dụ như mình đeo đi ngủ, Katie cũng đeo mấy cái này nha. Chỉ có là đi tắm với lại rửa chén là mình không có đeo nó thôi, chứ mà mình đeo nó suốt luôn á. Nếu mà bạn thấy mà bạn có nhiều mồ hôi mà bạn lỡ bạn đi tắm bạn đeo á mà nó có ra màu á, thì bạn nhớ bạn lấy cái này miếng vải này nè, bạn chùi nó là nó ra hết à, là nó sáng bóng trở lại. Bạn nào mà có những cái logo, thí dụ như bạn có logo Chanel, những logo hiệu hàng hiệu LV, Chanel, nhưng mà giống như là bị giống như là bạn không đeo nữa. Và giống như những cái bóp đi, những cái túi xách bạn có, lấy ra và mình có thể gửi cho tiểu muội sẽ gắn lên mấy cái charm cho các bạn. Giống như hôm kỳ mình lấy mấy cái mình có quay kỳ trước là những cái vòng mà trong đó là hiệu LV rồi Gucci rồi đó, là mấy cái đó là tiểu muội custom made hết á. Chỗ cái này đẹp lắm các bạn ơi. Wow, cái này nhìn đẹp lung linh không các bạn? Quá là xinh luôn nè. Đó, cho nên là dành cho bạn nào mà thích những cái toàn ten như thế này nè, chụp hình sống ảo nhìn là mình thích lắm luôn, mình rất là thích cái kiểu này nè. Đó, nè, này là dành cho bạn nào mà thích giống như là màu màu đỏ đó nha các bạn. Cái này là đỏ, quay trong màn hình thì nó đỏ đậm hơn nhưng mà ở ngoài thì nó lợt hơn chút xíu nha. Chiếc này thì là mạng hỏa và mộc, đó đẹp dễ sợ luôn á. Mình sẽ mở ra từng chiếc cho các bạn xem. Chiếc này là cho nam nè, mạng này là mộc thủy kim, có con tỳ hưu nè. Con tỳ hưu này ở ngoài người ta bán rất là mắc lắm luôn á, nhưng mà giá của tuyển muội bán rất là rẻ luôn các bạn, giống như là lấy công làm lợ. Chiếc kế tiếp màu xanh lung linh luôn các bạn, cái có cái trái tim màu xanh nè, đẹp dễ sợ chưa. Đó, cái này là thủy với mộc, mệnh á, thủy với mộc nè. Có cái toàn ten này dễ thương quá à. Bạn mà không thích toàn ten thì mình không thì tiểu muội sẽ lấy ra không có làm chiếc mới cho các bạn là không có toàn ten. Đó, cái này chiếc màu hồng, wow đẹp dễ sợ chưa. Đó, mình muốn biết mình mệnh gì á thì bạn có thể Google cái ngày tháng năm sinh của mình á, thì trên đó người ta sẽ cho mình biết là mình mệnh gì. Còn không thì bạn có thể cho mình thì mình sẽ cho mình bạn biết nha. Chỗ cái chiếc này cũng đẹp lung linh luôn á. Hồ dễ thương quá à. Này là thổ hỏa. Nói chung chiếc nào tiểu muội làm mình thấy cũng lung linh đẹp hết các bạn ơi. Này là thủy mộc nè, cái toàn ten dưới này có con bướm nè. Wow, đẹp dễ sợ chưa.
ví dụ như bạn thích cái chiếc này mà không có đúng cái size của bạn thì tuyển muội có thể là làm tương tự như vậy, gần chính xác, nhưng mà mấy cái toàn ten như là mấy cái charm nó có thể là khác nhau chút xíu, bởi vì mỗi kiểu tuyển muội đặt về giống như là muốn cho nó khác biệt chút xíu, cho nên là không có đặt nhiều số lượng nhiều cho mỗi chiếc, là mỗi chiếc muốn làm cho nó đặc biệt và riêng biệt, không có ai giống ai á. Cho nên là nếu mà bạn muốn y chang đôi lúc cũng không có. Thí dụ mà bây giờ bạn đặt đi mà nó đúng cái size của bạn là cái này thì mình gửi cho bạn được. Thí dụ bạn order trễ mà người khác order rồi thì có thể làm không có y chang được, nhưng mà sẽ cố gắng nha. Còn muốn y chang là phải đợi, đợi cũng lâu lắm tại vì mình đặt hàng á các bạn. Thí dụ bạn gái nào mà mang bông tai mà bị mất hết một chiếc đi, còn một chiếc á, thì bạn có thể chụp hình và gửi cho tiểu muội xem tiểu muội có thể chế biến ra giống như là tạo ra những cái kiểu dáng cái chiếc vòng á, rồi để cái tầng ten bông của cả bạn vô đây nhìn nó cũng đẹp lắm. Tiểu muội làm nhiều kiểu mình thấy rất là đẹp luôn, đẹp quá chừng luôn. Cái chiếc này là hồi nãy mình đeo có một chiếc giống như vậy luôn á, cái này là kim thủy mộc. Wow, cái chiếc này các bạn thấy cái màu ở ngoài á, các bạn sẽ nó sẽ lợt hơn chút nha, vô trong video thì không biết tại sao nó lại đậm quá đó, nó lợt hơn ở ngoài đẹp lắm các bạn ơi, đẹp quá chừng luôn nè đó. Có nhiều bạn order xong rồi nói là chị ơi ở ngoài đẹp hơn nhiều luôn chị ơi, em không ngờ luôn á. Đó là những cái feedback của các bạn mà gửi cho mình á, đẹp quá luôn, khen nức nở luôn. Đây thêm một chiếc nam nữa nè. Đó. Này là 5 mạng luôn. Và có vòng gỗ nữa nha, cho dành cho bạn nào thích đeo vòng gỗ. Cái này không phải trầm hương mà nó là bằng gỗ á, thì cái này sẽ rẻ hơn. Đẹp quá chừng luôn. Và bây giờ để cho dễ hình dung mình đem ra ngoài sân mình quay cho các bạn xem và chụp hình cho các bạn xem để biết ở ngoài thì cái màu nó nhìn như thế nào. Rồi bây giờ mình quay thêm cho các bạn những chiếc còn lại, nhưng mà mình để ở ngoài như vậy để cho dễ hình dung nha. Không thôi mình mở ra từng hộp thì nó lâu á. Thì mình quay như vậy, khi mà bạn nhìn thấy cái chiếc nào mà bạn thích á, bạn cho mình biết bằng chụp hình, bởi vì mình quay gần hơn cho các bạn xem. Thì chiếc này mình để thí dụ là nó có một cái mặt dây chuyền nữa. Thí dụ như bạn muốn mua nguyên sợi dây chuyền cũng có, mà bạn đã nếu như mình đã có cái sợi dây chuyền rồi mình chỉ muốn mua mặt thôi thì cũng được luôn nha. Thì cái này là mặt dây chuyền để đi chung với lại những cái chiếc lắc nè. Cái này là có hộp trân châu nữa nè các bạn. Đây. Cái này cũng là cái mặt dây chuyền luôn nè. Đó.
Cái chiếc này ở ngoài nó màu tím lọt hơn chút, đẹp lắm các bạn. Và cái chiếc này đẹp lắm luôn nè, giống như là những cái thạch đó, đá thạch mà người ta khắc thành cái bông hoa hồng á, đẹp ghê luôn. Còn cái này của nam nha. Và thêm đây nữa các bạn ơi, cái chiếc này cái kiểu tương tự nhưng mà không có y chang nha. Đó, nó tương tự với chiếc này. Các bạn tưởng tượng nha, trong đây á, thì nó sẽ cái màu nó sẽ đậm hơn chút xíu, ở ngoài nó lợt hơn tại cái ánh sáng á các bạn. Cái này ở ngoài màu lợt hơn, đẹp lắm. Còn đây là kiểu mới bằng gỗ nè, chiếc màu vàng này đẹp ghê á. Wow, cái hỏa mộc này đẹp lắm. Nói chung cái kiểu mà tiểu muội làm á, mình thấy rất là đẹp. Cái này để mình quay gần cho các bạn xem. Cái hạt ở trong đây là nó màu xanh, ở ngoài á, nó xanh lợt hơn nha các bạn. Mình ra ngoài mình quay cho các bạn xem để cho nó chính xác hơn á các bạn. Đó, ở ngoài thì cái hạt màu xanh này nè, nó lợt hơn. Hồi nãy là mình quay ở trong nhà, cái ánh sáng nó khác cho nên là thấy nó đậm hơn. Đó, ở ngoài là cái chiếc vòng của mình là nhìn như thế này nha các bạn, cho nên những cái gì bạn thấy ở trong hình thì nó sẽ lợt hơn chút xíu. Đó, đẹp lắm luôn nè, nhìn thích quá chừng luôn. Còn đây là vòng gỗ nè các bạn, đó là cái màu nó như vậy nè, cái màu này là màu chính xác của nó nè. Còn đây là mặt dây chuyền nha. Đó, mặt dây chuyền. Cái thạch anh tóc xanh này nè, đẹp dễ sợ chưa? Cái này gọi là màu đỏ bạc đô á các bạn. Cái màu xanh nhìn long lanh lắm. Màu tím. Cái này là trong suốt luôn. Màu này là màu trắng mà trong suốt luôn nha. Đó, các bạn thấy nhiều chiếc vòng đẹp quá phải không ạ? Thì còn không mau mà mua về và tặng cho người yêu, vợ hay là cho mẹ nè, hay là cho em gái nè. Wow, nhìn rất là thích luôn. Katie rất là thích đeo mấy chiếc vòng này, đeo lên cảm thấy có nhiều may mắn tới cho mình. Thì giá tiền của mỗi chiếc vòng nó sẽ khác nhau, bởi vì có charm, tức là có những cái hộp kim cương nữa các bạn. Những cái đó là tiểu muội custom made, tức là tự làm, tự giũ ra và làm á các bạn, cho nên là sẽ mắc tiền hơn, mắc hơn có 25 đô thôi các bạn. Nhưng mà so ra với trang website, những website mà bán về vòng vòng phong thủy mà hạt hạt đá mà hạt loại đẹp á, tốt á, thì giá rất là rẻ luôn, rẻ hơn tới 40% hay 50% nữa các bạn. Cho nên là nếu mà được thì các bạn có thể order, có thể mua và liên lạc Katie. Và mua như thế nào nè, nghĩa là liên lạc Katie qua bên Facebook hay là qua bên email nha. Chỉ cần đo chính xác cái vòng cổ tay của mình và chụp cái hình cho Katie biết là thích cái kiểu mẫu nào, thì Katie có thì sẽ gửi sang cho các bạn ha, và sẽ cho các bạn báo giá. Katie nhận PayPal hay là Zelle hay là check luôn, thì mình sẽ cho các bạn biết thông tin cách PayPal, Zelle hay là check như thế nào ở trong email luôn nha. À, các bạn ơi, có bạn sẽ hỏi mình dùng son môi màu gì, thì cái son môi này là son cánh hoa. Mình có chia sẻ hôm bữa ở trong nó có cái hoa đó các bạn, cái cánh hoa thật luôn á. Thì cái này là son môi này, và mua một hộp phấn Ô Hui được tặng cái son này, và cái son này giá trị là 18 đô nha. Thì mình biết sẽ có bạn hỏi mình: chị ơi, hôm nay chị dùng son gì? Thì mình dùng son đó là son lì luôn, nhưng mà loại là ở trong đó có cánh hoa, để mình quay cho các bạn xem nè. Và ở trên, ở cái lớp ở ngoài nè, bạn thấy nó bóng bóng là mình dùng cái kem dưỡng môi Shiseido á. Nếu mà bạn nào thích son cánh hoa thì gọi cho tiệm, mình sẽ để số phone tiệm ở trên màn hình.
Tiệm chị bán phấn ô hui á các bạn, và tặng cho cây son. Mình sẽ để số phone trên màn hình, bạn nào ở bô xa thì ghé tới pick up, còn nếu mà bạn ở xa thì gọi tới để người ta ship cho các bạn. Còn nếu mà bạn nằm ở dưới Los Angeles xa xa chút đó, thì mình sẽ để số phone của Yến trên màn hình để bạn có thể tới pick up hay là gọi nha, tại vì Yến ở dưới Los đó, nó gần hơn. Đây, son cánh hoa là như vậy nè các bạn. Ở trong á, bạn thấy nó có cái cánh hoa nè, đó là cánh hoa thật luôn á, nhìn nó xinh lắm. Mà là son son này là son lì lâu trôi lắm, mà nhìn đẹp lung linh luôn ha. Video tới đây cũng dài rồi nha các bạn, mình tạm thời chia tay các bạn ở đây. Mình nếu như mà bạn có thắc mắc gì xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể nha. Và nếu như bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của KT, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông, bạn bấm vào cái chuông đó và bấm chữ O, tức là cho tất cả, thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình upload lên một cái video mới hay mình chia sẻ những món hàng giảm giá cực mạnh. Nếu mà bạn đã bấm nút subscribe rồi thì đừng có bấm nữa nha. Nút subscribe mà nó nổi màu xám rồi thì đừng bấm nữa. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.